Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị. Thì sáng hôm nay ở trên thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, có làm cái tổ chức cái lễ thành hôn. Vậy thì quý vị hãy cùng tôi để vào trong mình xem thử cái lễ thành hôn của mỗi thôn, của mỗi chỗ có khác nhau không nha quý vị. Đây là cái cổng vào này quý vị nè. Bây giờ cái cổng vào ở trong này thì có để nè: lễ thành hôn Thành Kiệu và Yên Chi, tức là ngày nay là ngày 27 tháng 10 năm 2024 nha quý vị. Còn ở chính giữa đây á là lễ thành hôn nè. Còn không biết ở bên đây lại nó có lại cái này: hôm nay nhà có hỷ. Không biết đây, cái từ này chắc cũng là mới nghe đây thôi. Hôm nay nhà có hỷ, không biết sao đây. Đây quý vị, đây là cái đôi yên ương này quý vị nè. Rồi bây giờ mình đã vào trong thì hiện nay là mấy cụ còn đang tập tụ đây. Bây giờ mình sẽ vào ở trong cái bàn tiên nha. Thì sáng hôm nay đó thì nhà họ Nam cũng tổ chức làm cái lễ thành hôn. Trước khi mà làm lễ thành hôn thì gia đình cũng làm một cái đầu đề để chuẩn bị là đúng giờ đi rước dâu quý vị. Này rước dâu thì ở tại địa điểm Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong này quý vị nè. Bây giờ nhìn thấy đây là cái đầu đề nha. Phải đứng. Đây. Rồi xong hả, ta chụp hình luôn hả? Chụp hai người, đừng chụp ba nhé, không nữa là bốn. Không, đừng chụp ba nhé. Rồi cười lên chú dễ, thẳng được. Rồi 2, 3 cố lại. Rồi 2, 3. Rồi lấy hai tay nhận vô, giữ đó nè, giữ đó con luôn. Rồi nhìn máy giùm con nè. Nói ra đây nè. Nhìn máy giùm con luôn. Rồi 2, 3. Rồi tiếp. Rồi xay. Đây đây, ngó đây, ngó ra đây. Xay cái mặt quả ra ngoài nè. Xay. Rồi nhìn máy giùm con luôn. Rồi 2, 3. Rồi con đi ra, con ra đây, hướng đây. Cẩn thận nha con. Rồi một con có sức khỏe rồi nha. Chậu rượu. Đó. Ra bàn trước luôn hay con. Ra đi. Chú ơi, chú nhìn mấy con luôn. Rồi 2 3. Rồi 2 3. Rồi. Xin chào chú. Rồi quả xích vô. Rồi nhìn máy giùm con luôn, nhìn máy giùm con luôn. Nói ở đây. 2, 3, 2. Rồi nhìn máy giùm con luôn. 2, 3, 2, 3. Ông nội năm nãy cùng bên đây thằng đóng nó dù. Hả? Đâu này thì cái này là thằng này chứ nào nè. Là nãy cùng bên đeo á. Giờ ông mới đeo. Giờ sao đâu. Hồi nãy quên đeo trước đây, chụp lại. Nãy rồi mày quên đeo thằng đóng. Phan để làm cái này cái con. À. Rồi 2, 3, 2, 3. Rồi bây giờ chụp cái hình này lại cho cháu nè, tại vì nãy nó quên đeo cái khăn. Nó quên đeo cái này. Quay lại. Rồi. Rồi con trai. Rồi. Tại sao cậu bảy mày, cậu sáu mày vô cho nó chụp cái này lại, nãy nó quên đeo. Đâu cái kia làm sao chứ con? Cái này làm sao? Đâu? Đấy. Đâu anh là chơi chơi này. Phải không? Bà trước á. Anh phải đi. Như gương biểu tăng đeo ánh đèn rồi. Cái này trước này. Ok.
Anh lấy tóc kìa. À, cho nó bằng hay chứ đừng để đó rồi được hả? Rồi. Rồi. À đó, đó đó, đây ngó ra đây. Rồi nhìn máy luôn, nhìn máy luôn. Rồi, cười lên chú dễ nè. Rồi 2 3 2 3. Để quả, để mặt nè. Con ở đây kia thấp xuống à, để đó cho thấy mặt. Rồi cái này mấy luôn, 2 3 2 3. Rồi chuẩn bị đi ra. Đi mà nhả khó vậy. Đúng. Là như mấy bay dẫn đồ tàu không? Tài xế này, tài xế này để ý nhiều quá. Dài dòng gì đó, dài vô, đó thì bây giờ là họ hàng ấy cùng đi chung với cái đoàn để về tại nhà nữ và làm cái lễ đây quý vị. Bây giờ bắt đầu lên xe nha quý vị nha. Rồi bây giờ lên xe nha quý vị nha. Rồi bây giờ là xe bắt đầu chuyển bánh nha quý vị. Rồi bây giờ là bắt đầu đoàn xe nhà họ Nam là chuyển bánh nha quý vị. Thì từ đây về Thăng Rí á. À, bây giờ xe bắt đầu chạy á, đi về tới Phan Rí cũng khoảng là 20-25 cây số á. Rồi bây giờ chuẩn bị đến nhà họ Nữ nha quý vị. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị tới rồi nè. Đấy rồi đó, đi rồi, từ từ coi chừng nó chậm nha, từ từ á. Rồi bây giờ nhà nữa kia để chạy biết, từ từ. Ở đây là cửa biển. Ở đây thôi nó mát mẻ vậy. Được cho. Thấy là thấy không? Đồ mà cái này quan trọng kìa. Rồi bây giờ đã đến nhà rồi quý vị. À, chuẩn bị nhập gia rồi. Rồi chú dễ ơi, chuẩn bị về, nhập về, gia về là làm lễ về cái nè. Này cũng được. Ai làm lễ thì mình hãy vào trong. Còn mấy em mấy cháu thì đỡ ngoài này. Rồi bây giờ các cháu ra chuẩn bị chào quá nè. Chiều này được không em, hay là
đứng vô đây. Nếu đứng vô đó mà lọt thì đứng vô nó đẹp hơn. Vô đó chứ về đứng bực á. Thế bây giờ bắt đầu chào quả này đi. Thank you.